bánh cuốn bà Oanh. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mẹ mình lên khu Marville thưởng thức ẩm thực miền Bắc. Tại Marville là khu người Việt lớn thứ nhì tại Sydney. Người nào muốn thưởng thức ẩm thực miền Bắc thì cứ lên khu này nha. Từ chỗ mình mà lên khu này cách 30 cây số. Mình cũng ít khi lên khu này lắm cho nên mình cũng không có gành đường ở đây cho lắm nha. Đây là khu Marriottville nè. Đoạn đường rất là đông đầy người luôn. Quán cà phê kế bên quán Cuba rất là tiện lợi, ăn xong có thể quán uống cà phê luôn. Trên đoạn đường này rất là dài, mình rẽ trái để vô cái đường Covid thì có một cái car park nhỏ đậu được khoảng 38 chiếc xe. Còn không thôi mình phải đậu trên những con đường nhỏ vì trên đây rất là khó đậu xe nha các bạn. Rồi nếu được thôi ăn cái gì? Bánh cuốn bà Oanh. Mình đã đến trước quán Coba. Trước tiệm có một chiếc xe đẩy bán bánh mì ăn nhanh. Và bên trong còn có một không gian nho nhỏ xinh xinh như chị chủ quán vậy đó. Còn đây là menu của quán. Tuy quán hơi nhỏ nhưng món ăn rất phong phú nha mọi người. Có phở, bún, mì, cơm, bánh canh, bánh mì, đồ tráng miệng. Có luôn mấy món như lẩu dê, gà ác, tiềm thuốc bắc nữa đó. Bò né là món đặc biệt nhất ở quán này. 10 người vô đã 8 người gọi món này rồi đó nha. Một phần đặc biệt nè. Đặc biệt nó có trứng nè, sốt xíu. Cái này là gì ta? Pate. Một buổi sáng lạnh được ăn một dĩa bò né thiệt là hấp dẫn. Thì còn gì bằng nào? Bữa sau mình mua này về mình ăn. Cái nhà mình có cái chai này hả? Không có. Mẹ, bữa nào ăn thử xì dầu chiên su này ngon. Phải không? Nếu vậy là để mua. Không gian của quán tầm 18 ghế cho khách ngồi mà giờ đã đầy hết rồi. Cảm ơn nha, bye bye. May mắn là mình đi sớm nên không cần xếp hàng như mọi người đến sau. Sau khi ăn xong, không thể thiếu cà phê người Việt được. Đó là quán cà phê nhớ. Địa điểm này là chi nhánh thứ tư của quán. Quán chỉ nằm kế bên quán Coba bánh mì thôi. Ăn xong và ghé qua cà phê thì đã tuyệt vời cho một ngày. Ngồi uống cà phê nè. Có cảnh ngắm nè. Cây đó là giống như hai cây dừa. Bà chuối nằm võng mà. Cô này cũng giống như quá. Ăn xong, uống cũng xong và còn đang rất là no. Nhưng đã lên tới đây rồi thì không thể bỏ lỡ đến thử quán bánh cuốn bà Oanh. Khá là có tiếng tại đây. Cơm quê. Hình như quán này nó cũng xếp vô cái ấy luôn á. Cái hạng á. Mốt lên ăn thử. Cơm quê. Mấy cái món giống như là bán cơm đó. Giống như mười khó đó. Lần sau mình thử quán này đi. Lần sau thử quán đó. Nó luôn á mẹ. Đâu có cơm quê bên đây. Nó luôn á.
Ờ, con quê luôn á, quán cơm quê luôn á. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái quán mà con nói, đồ ăn đường phố Việt Nam, quán đường ăn đường phố. Đúng rồi, hai quán đó, đúng rồi. Bữa mẹ nói á, lần sau mình lên mình thử hai quán luôn. Bây giờ trên đây nó phát triển ghê luôn, hồi xưa đâu phát triển như hay gì cũng gần thấy không? Sắp tới rồi. Con em được khu trên cà phê lên tầng buồn. Ở dưới thì giống như trung tâm hơn. Hay là quán này nè, như quán này nè đúng không? Đà, tới rồi nè, gọi xếp hàng tiếp nha. Gọi xếp hàng miêu. Xếp hàng. Wow, xếp hàng à. Wow, đông quá. Rồi, xếp hàng. Xếp hàng, xếp hàng. Xếp hàng đi. Đông. Vì á, ở trên đây á, nó không có giống như khu của mình là shop bự bự bự. Nhỏ 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 cho nên phải đợi thôi. Không nhưng được cũng ok. Coi như là nguyên dãy đây là đồ ăn Việt nhiều hơn. Trời, người ta nhắc chó. Bánh cuốn bà Oanh. Khi mình đến là đã thấy rất đông người đang xếp hàng. Quán này có một không gian rất nhỏ, ngồi khoảng 15 người bên trong. Tiết kiệm thời gian thì mình sẽ nhận được một cái menu bằng tờ giấy A4, order trước và sau khi có bàn thì đồ ăn mình sẽ được ra ngay. Cũng nhiều món chứ hả? Đang trong bánh cuốn bà Oanh. Cái cửa này sẽ có bánh cuốn. Đây là xôi vàng gà chạy bộ. Đây là bánh cuốn đặc biệt. Ăn thôi, ăn thôi. Sau khi mình thử hai món tại đây thì riêng mình không hợp với xôi vàng này lắm. Nhưng bánh cuốn đặc biệt này thì rất là ngon. Bánh họ tráng rất là mỏng và kèm theo nhân rất là vừa miệng. Thịt thì thơm, mềm, không có độ dày và bị khô. Ngoài ra các loại chả ăn rất là ngon và hợp miệng.
Sau khi ăn xong mình đi dạo một vòng đường chính trên đây coi có quán nào ngon hay gì lạ để lần sau mình có thể quay cho mọi người cùng coi nha. Trước là cái gì mà nó xếp hàng dữ vậy trời, bên kia nó kìa. Không không, cái này nè, cái này nè. Bánh mì hả? Bánh mì. Wow, xếp hàng dữ vậy. Bánh mì là chắc ngon hay vậy. Ủa, ở trên đây thấy làm ăn ghê hơn gấp ra đó ta. Đúng không? Dữ ha, đông quá ha. Kìa. Giờ cơ bản là bán gì? Này bánh mì thịt gì vậy ta? Đi đi vô tập quá đây hử, đi vô chung. Một cái tập quá Thái Hưng. Xếp hàng bên trong. Ủa con cầm hết hai cái. Cầm lên mẹ. Có chị mua tên không thì mẹ đi mua tên á. Xếp hàng dưới á. Xếp hàng dưới. Ok là xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình bằng cách bấm nút like, share và subscribe channel giúp mình nha. Hẹn gặp lại video mới nhất. Ok, sáng nay nhà mình đã ăn thử quán Cuba, quán cà phê nhớ và quán bánh cuốn bào quanh rồi. Thì bây giờ đi về thôi.